Đầu tiên sẽ là lên một con iPhone 12 Pro Max pin còn 90, giá là 13.900.000 người. Thì hôm nay sẽ về một số máy nha. 13 Pro Max nè, Geno 6 Pro 5G nè, S22 nè, 11 Pro Max nè mọi người. LG G8 đây 2.2 thôi. 11 Pro 26GB, A53 5G, S22 Ultra nè, đó. Note 20 Ultra nè. Đó và một số dòng máy khác em sẽ báo giá và review cho người xem nha. Rồi, đầu tiên sẽ là lên một con 12 Pro Max đây. Con này thì mọi chức năng sử dụng bình thường nha, pin thì còn 90 mọi người. Đây là phiên bản quốc tế của Mỹ người, LLA nè, 128GB, không giới hạn SIM là quốc tế người. Ngoại hình á thì con này vỏ xấu mọi người, nói chung thì ngoại hình tầm khoảng 95 thôi, 95 96 vậy đó, nó bị xước cứng nè mọi người thấy không đó. Tình trạng thì mọi chức năng sử dụng bình thường đó, full chức năng rồi, không lỗi gì hết nha, chỉ bị vỏ hơi xấu thôi đó, vỏ nè nó bị rớt mọi người thấy không. Rồi giá bán là 13.900, 12 Pro Max 13.900. Rồi tiếp theo sẽ là lên một con S22 thường nó nhầm. Rồi S22 chip xử lý Snapdragon đó là 8 Gen 1 người. Đó, con này bản hàng nha. RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB, màn hình tần số quét là 120Hz. Con này phiên bản của hàng, màn hình cũng khoảng tầm 97-98% luôn. Giá bán sẽ là 9.3 người. 9.3 nha. S9 hiện tại bên em đang hết hàng nha bạn Phương Nguyễn ơi. Rồi lên tiếp 13 Pro Max màu xanh còn bảo hành tháng 4 2023. Đây 13 Pro Max màu xanh. Mình sẽ vô trong người xem. Đây 13 Pro Max. Con này là bản Mỹ luôn, 256GB nha mọi người. Bản Mỹ 256GB nha. Đây máy thì cũng còn rất là ok luôn rồi. Mọi người thấy không? Màu xanh. 24.900. 13 Pro Max 24.900 người. Đây. Đó. Bên em thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước người. Máy dưới 15 triệu là không cần trả trước nha. Rồi tiếp theo sẽ là Oppo Geno 6 Pro 5G. Oppo Geno 6 Pro 5G. Con này thì cáp sạc zin vẫn còn nè mọi người. Chip á Snapdragon á là 870. RAM sẽ là RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 256GB, màn hình 120Hz. Giá bán sẽ là 8.2 triệu. 8.2 triệu nha, máy là full box luôn. Đây. Đó, máy là full box, ngoại hình tầm khoảng 97-98 thôi mọi người. Full box nha. 8.2 triệu. Rồi lên tiếp một con LG. LG G8 2.2 triệu. Đó. Con này sẽ là RAM 6 và bộ nhớ là 128GB, bản Mỹ nha, 2.2 triệu thôi. Con này thì nó có ám nhẹ mọi người ha, lưu ảnh nhẹ nè. Nói chung thì nhìn kỹ lắm mới thấy mọi người. Đó, ở ngoài thì nhìn kỹ lắm mới thấy nha. 2.2 triệu thôi, con này bản hàng. Bản hàng sẽ là 3 camera mọi người và chip 855 nha. Con này cái lưng có dán nha mọi người. Đó, cái lưng con này có dán nha. Để lột cái lưng ra cho mọi người xem. Lưng thì cũng còn ok. Đó. Đây. Lưng cũng còn ok nè mọi người thấy không? Đó, con này có dán lưng nha. 2.2 triệu thôi mọi người. Có đổi máy không anh? Dạ có nha anh Sơn ơi. Bên em có đổi máy nha. Rồi 11 Pro Max nè. 11 Pro Max giá là 11.500, pin còn 89 màu đen. Còn 256GB pin 100% á là 13.800. Đó, 13.800 nha. 11 Pro Max 256GB. Còn màu xanh là 64GB pin 88 mọi người. Đây, cũng 11.500 luôn. Màu xanh. Tất cả là quốc tế Mã Mỹ nha mọi người. Pin 88 nè. Đó. Con này Mã Mỹ nha, 64GB. 11.500. Rồi đây là 11 Pro Max luôn, cũng là 11.500, pin 85. Đây là 11 Pro 256GB pin 89 mọi người. 11 Pro 256GB pin 89 nha. Đây. Để con này mã gì? Con này cũng là mã Mỹ luôn mọi người. 10.300. 10.300. Samsung Galaxy A53 5G còn bảo hành đến tháng 7 2023, 5.8 triệu. Đó, bảo hành tháng 7 2023, 2 SIM, RAM 8GB và bộ nhớ là 128GB, màn hình 120Hz, 5.8 triệu nha mọi người. Rồi, 5.8 triệu nha. iPhone X Max 256GB màu đen, pin 89%. 8.6 triệu mọi người, pin 89% là 8.6 triệu. iPhone X Max pin 100% màu gold. 9.2 triệu màu gold mọi người. Máy thì còn rất là ok luôn. Đây. Máy còn cũng khá là đẹp nha mọi người. Đó. Cũng còn khá đẹp nha. Đây. Rồi tiếp theo sẽ là S9 Plus.
Exodus bản Mỹ, RAM 664GB, chip là 845, 3.650 người, Samsung Galaxy Exodus bản Mỹ nha. S22 Ultra, đây, S22 Ultra sáng có quay rồi, 16.600, ngoại hình 9798 mọi người, RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256, bộ nhớ là 128GB. Chip xử lý Snapdragon 8 Gen 1 nha, bản Mỹ sẽ là 2 SIM, 1 eSIM và 1 SIM vật lý mọi người. Đó, dòng S22 Ultra sẽ có thêm cái bút nha. Bên em có đủ 4 màu. Đó, có 4 màu mọi người. 16.600. Rồi đây màu đen nè. Đây màu đen nè, rất là đẹp. Rồi tiếp theo sẽ là Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Chip xử lý Snapdragon là 780 chúng mọi người. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. 4.650 nha. Redmi Note 9S 2.8 rồi. Đó, Redmi Note 9S RAM 6GB. Đúng ta, đúng rồi, RAM 6GB. Bộ nhớ là 128GB. Samsung A72. Samsung A72 RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. 5.2 rồi. 5.2 nha. Đó, màn hình 90Hz. Samsung Galaxy Note 20. Note 20 sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB và chip Snapdragon 865 người, màu đỏ nha. 6.3 thôi. 6.3 có chip 865 và có cái bút luôn. Đó. Rồi lên tiếp mọi người. Lên tiếp con khác nè. Samsung A32 3.6. Đó, A32 3.6, RAM 628GB, pin 5000, màn hình 90Hz nha. iPad thẻ nhớ bao nhiêu màu đồng á? Bạn Huy Nguyễn. iPad không có thẻ nhớ nha, bộ nhớ trong là 256GB bạn ơi. Giá bán là 9.2. Apple Watch Series 5 4.1. Note 20 Ultra bản Mỹ. Này 11.800 có màu đen đó người, bản Mỹ là 2 SIM và chip 865 nha. Oppo Face 2 Pro. Oppo Face 2 Pro không ta? Đúng rồi. Oppo Face 2 Pro RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 512GB nha. Chip xử lý Snapdragon á là 865 mọi người. Màn hình 120Hz. 8.5 nha. Oppo Face 2 Pro. Đó, 8.5, máy còn rất đẹp. Redmi Note 11 nè. 3.000 mọi người. Redmi Note 11 3.000 nha. Redmi Note 11 Pro 4.6. Đây, Redmi Note 11 Pro là 4.6. Con này RAM 8GB không ta, để coi lại. Đây, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chip xử lý Snapdragon đó là 695. 4.6. S22 Ultra, con này thì màn nó hơi chày mọi người. 7.3. Rồi, lên tiếp mọi người. LG Win hả? LG Win thì em còn là hình 97 thôi. Giá bán là 4.3. LG Win là 4.3. Samsung Galaxy S10 bản Mỹ nha, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB và chip 855. Con này đang bán giá là 3.950. 3.950 mọi người. Mua máy kiểu gì vậy anh? À, mua máy hả? Đây, để em thông báo mọi người luôn. Lưu ý nè, chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 077 469 683 0703 747474 và 06 con số 8774 người. Bên em bán hàng ship hàng toàn quốc nha, và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước người. Bảo hành 3 tháng 1.1, không bảo hành cho nước cứng đớm và màn hình nha người. Rồi. S20 FE bản Mỹ 5.6 rồi. RAM 628GB và chip 865. Màn hình 120Hz nha. 5.6 nè. Oppo, để có Oppo gì ta? Oppo A76 RAM 628GB, chip là 680, 3.750. Oppo Reno 5. Con này mới lột keo mọi người. Oppo Reno 5 nha. Dán con lực dính keo à. Nó 3.8. Rồi, Redmi K40 Gaming nha. RAM 12 bộ nhớ 128GB, 5.8 luôn. Đó. LG G7 chip là 845. 2.350 LG G7 nha. Này em bắt này có giá không?
iPhone 11 lên giỏ mọi người, 8,6 triệu nha, iPhone 11 lên giỏ. Đây, không mà lên giỏ luôn, 8,6 triệu luôn. iPhone 8 256GB pin 100%, 3,9 triệu mọi người. iPhone 7 128GB pin 100%, 2,3 triệu nha. iPad Gen 6 4G 32GB 4,950 triệu. iPhone XS 5,5 triệu pin 88%. iPhone XR mã Vena nha, 5,6 triệu pin còn 85%. F10 3,950 ạ. Dạ đúng rồi bạn Nguyễn Hoàng ơi, F10 chỉ có 3,950 thôi bạn Mỹ nha. Máy full chức năng, màn đẹp không bị lỗi gì hết rồi. Còn nào có lỗi sẽ báo trước. Nói chung lỗi là hành lý là sẽ rẻ không rồi. Rồi Samsung A02s RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, 2,050 triệu. Samsung Galaxy Note 8 nè, 2,9 triệu thôi. Note 8 2,9 triệu nha. RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Như con này bản hàng đã lên 2 SIM rồi nha mọi người. Ờ đúng rồi, con này bản hàng nha. RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Nó 8 rồi, 2,9 triệu. Rồi coi có gì nữa không ta. Đây Samsung A13 đó, bảo hành tháng 6 2023, 3 triệu nha. Oppo A16 2,6 triệu luôn. A51, cái này lưng hơi nhầm một xíu rồi, 3,150 triệu. Oppo Reno 4 nha, RAM 8 128GB và chip 720, 2,950 triệu. Oppo Reno 4 mọi người. Note 21 Ultra giá sao bạn? Note 21 Ultra thì nó đâu có sản xuất đâu, chỉ có Note 21 Ultra là hết rồi. Là cái dòng Note cuối cùng của Samsung mà bạn ơi. iPhone 8 Plus pin 84, 4,2 triệu. iPhone 13 Pro bản chính hãng pin 94, 20,6 triệu. Note 21 Ultra bản hàng 9,8 triệu. Đây bản hàng là 9,8 triệu nha. Còn màu đồng sẽ là 10,2 triệu. Bản hàng là cũng là chip 865 nha. F10e bản Mỹ 3,350 triệu. Note 1 Plus bản Mỹ 6,9 triệu. S21 Plus bản Mỹ đây, S21 Plus bản Mỹ 2 SIM và chip 888 mọi người, 9,5 triệu nha. S21 Plus bản Mỹ. Oppo A96 4,550 triệu. Vivo Y72 3,4 triệu. iPhone 12 Pro 13,400 128GB, 12 Pro quốc tế Mỹ nha, full chức năng. LG G8X 3,3 triệu, 2 SIM. Oppo Reno 2F 3 triệu mọi người. 11 gồm mắt như vậy ạ. Bạn Hồ đây ơi, 11 gồm mắt bên em bán giá là 11,5 triệu nha. A92 2,9 triệu. Oppo A92 luôn 2,9 triệu đó. Xiaomi Mi 11i 7,3 triệu. Samsung A30s 2,2 triệu mọi người. iPhone 8 Plus bao nhiêu vậy bạn Lương Nguyễn ơi? iPhone 8 Plus em còn một cây màu đen nha, 4,2 triệu. Đây 4,2 triệu. Địa chỉ ở đâu vậy bác? Địa chỉ cửa hàng ở đâu vậy bác? Bạn Hiên đang ơi, địa chỉ của em là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nha. Samsung A73 em hết hàng, còn có năm A53 Gap Magic Strike Pro 11,900. S21 Ultra 5G 7,550. Note 10 bản Mỹ nha, 4,950 mọi người. Note 10 bản Mỹ LG Win ngoại hình 97%. Đó LG Win này 4,3 triệu. Này cũng F10 bản Mỹ luôn, 3,950. Samsung A32 3,6 triệu. Oppo A93 3,2 triệu. Z Fold 3 20,200, còn bảo hành tháng 10. Con này Z Fold 3 512GB 21,500. Bạn chính hãng hết mọi người. M32 4,3 triệu nha, M32 là 4,3 triệu.
Samsung A13 3.3 triệu, S9 Note 7 Mỹ 3.650, Reno 2F 3 triệu mọi người, LG G8 2.750, Samsung A90 3.8 mọi người, này cũng S10 bản Mỹ luôn 3.950. 13 gồ mắt 12 gồ mắt máy sao mà 13.900 mấy anh. Bạn Văn Tâm ơi, 12 gồ mắt đó con nó chỉ vỏ xấu thôi, vỏ bị nhăm thôi, chỉ còn mọi chức năng sử dụng bình thường. Máy zin Samsung A22 3.3 triệu nha. Oppo Face 2 6.9 triệu, Redmi Note 10 Pro 4.2 triệu, Oppo A16K 2.150, A51 nha mọi người 3.2 triệu, iPhone X em hết hàng còn XS thôi à. XS màu trắng là 5.6 triệu nè. Đó, con này thì có chữ, cái lưng có chữ nha. Còn, nói chung là máy zin thôi. XG 5.4 triệu, còn màu khác thì 5.6 triệu. Đây, này 128GB bản chính hãng 6.5 triệu, XG luôn. iPhone 11 pin 95 7.950, Samsung A12 2.850, Z4 4 25.600, bản hàng 2 SIM luôn nha. Z4 4 máy còn rất là đẹp. Samsung A02s 1.950, Oppo A57 3.4 triệu, LG V40 2.750, Xiaomi Mi 11 7.3 triệu, Z Fold 2 bản chính hãng 2 SIM rồi, máy còn rất là đẹp nha. Đó, 14.200 2 SIM. A30s 2.3 triệu, LG Velvet 3.6 triệu mọi người, S21 FE 7.9 triệu nha, còn là S21 5G bản Mỹ chip 88 và 2 SIM 8.3 triệu, Z Fold 3 bản chính hãng 2 SIM, máy còn rất là đẹp, gần như 99 luôn á, 20.900. Onlus 9 Pro Lut 5G 8.8 triệu, Oppo Face 2 Neo 5.3 triệu, RAM 12GB, Note S20 5G 5.4 triệu, chip là 865 nha. K20 Pro 3.2 triệu mọi người, Redmi 10 2.9 triệu, Realme 5 Pro 2.650, RAM 828GB, LG V30 2.1 triệu nha, Realme 9 Pro Lite 5.3 triệu, Note 17 Mỹ 4.950, còn bán hàng màu đỏ thì 4.6 triệu, Oppo A74 3.1 triệu nha, Vivo Y21s 2.7 triệu, Sách Zero 2 3.2 triệu mọi người, Redmi Note 10 Pro 4.2 triệu, Redmi Note 9S 2.6 triệu, RAM 4GB, SAM 4GB, Oppo A55 2.6 triệu luôn, Reno 2 3.1 triệu, con này lưu ảnh nhẹ, Oppo A95 3.850 triệu, Reno 2 vây cá ám nhẹ 2.8 triệu luôn, Sony X5 mọi người 3.250 triệu, Redmi Note 10S 3.7 triệu, Redmi Note 10 5G 3.3 triệu, Mi 11T 5.7 triệu nha, Oppo A91 2.9 triệu, Oppo Face 5 10.200, Redmi Note 10 5G 3.5 triệu. Ok, buổi livestream là hết rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream đó nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha mọi người. Bye bye.